Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu như cuộc tình qua đời mình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta nghe sóng âm u rồi vào đời buồn giá. Hồn ta gió cát phù du bay về, đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa tình reo tình âm thầm. Còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay cho tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu. Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Nghe sóng âm u rồi vào đời buồn giá. Hồn ta gió cát phù du bay về, đôi khi tình reo tình âm thầm sâu reo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay cho tình vẫn u mê. Một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu. Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Chị ruột em, quý vị, chị ruột em đó. Có thể nói là tiếng đàn réo rắt của nhạc sĩ, tiếng hát của ca sĩ, nó đưa ta một cái không gian, tôi nói nó tuyệt vời. Mình cứ nghĩ mình đang ở đâu đó, cuộc sống nó thăng hoa làm sao á. Cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều á. Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì? À, tên Vũ Duy. Vũ Duy. Tự là cái gì? Có cái biết danh nữa. Duy Còi. Duy Còi, đúng rồi. Nói chung là ai cũng biết trong giới nghệ thuật á. Nhưng mà muốn cho khán giả biết, đây là Vũ Duy, tự là Duy Còi, nhưng mà không có còi. Ha. Bây giờ theo quy định của chương trình á, thì chị nói mọi người biết chị tên gì, ở đâu và có phải ca sĩ hay không? Em xin tự giới thiệu, em là Ánh Nguyệt, em là ca sĩ. Ca đâu Nguyệt? Em ca ở
tất cả các phòng trà. Điểm chính của em là phòng trà Đồng Dao. Em khẳng định có chị Nguyệt ở đó, em sẽ trân trọng tới mua một cái vé ngồi thưởng thức đàng hoàng. Quá. Chị quá ơi, hay. Cái giọng ca này quá là cái hay. Giọng ca đặc biệt chị. Lạ. Chị cất giọng lên một cái kiểu như là cái khoảng nó rộng mà nó đã mà nó hay mà. Nó thổn thức lắm. Giọng Ánh Nguyệt không giống bất cứ một giọng tiền bối nào trước đây. Và giọng trẻ cũng khó ai mà nhái được như Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt cất lên giọng hoặc là cái là như là thả hồn ru vào lòng người khác vậy. Cảm ơn Ánh Nguyệt rất nhiều. Qua ca sĩ bí ẩn này, mọi người biết đến và yêu mến Ánh Nguyệt nhiều hơn nữa. Chúc mừng Ánh Nguyệt với ca khúc rất thành công và cây đờn rất tuyệt vời. Tôi ái mộ cho tôi ôm cái được không chị Nguyệt? Ừ, lên đi. Dạ, em cảm ơn lên chị. Luôn à. Em được. Ơi, hát hay quá. Vậy không, không hát hay quá. Hôm lần đầu tiên em trời nghe ơi, cái giọng ca quá trời cho cái giọng đã quá. Thật là xúc động. Em rất là xúc động. Gọi là giọng lạ hả anh Sơn? Vậy nếu mà giọng của em có được gọi là giọng lạ không? Giọng em là giọng quá lạ luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực sự hôm nay em rất là trân trọng và cảm ơn các anh chị và các quý khán giả đã nghe Ánh Nguyệt hiện ca khúc vừa rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Duy. Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Chúc mừng cho đội của Bò Hà Trâm, Việt Hương và Chí Tài đã chọn đúng một người ca sĩ, giữ đúng người ca sĩ, giọng rất độc lạ. Bây giờ chúng ta sẽ mời thí sinh số 4, đội Ngọc Sơn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Tường Vi để xem giọng có lạ, có độc, mà lạ có lạ quắc hay không nhé. Xin mời. Số 4 đã hát. Dạ em xin chào mọi người ạ. Em tên là Thảo Chi, em là diễn viên và người mẫu. Diễn viên người mẫu. Dạ. Em làm diễn viên lâu chưa? Em tham gia diễn viên cũng được hơn 10 năm rồi ạ. Dạ. Lúc trước em có đóng chung một bộ phim với anh Tài ạ, phim Điện Thoại Tình Yêu. Ơi. Tại lúc đó anh đóng vai cái điện thoại em đâu có nhớ. Cảm ơn em đến đây tham gia chương trình ha. Nhưng hôm nay rất tiếc là em không phải là ca sĩ, thành ra là đội bên kia đang thất vọng. Trời ơi, không sao. Đến giờ phải chia tay với ca sĩ bí ẩn. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại, nhưng bây giờ Quỳnh Linh sẽ trao kỷ niệm chương dành cho Chí Tài, Việt Hương và Võ Hà Trâm. Chúc mừng. Chúc mừng nhà bà. Trời ơi, lần đầu tiên chơi cái có giải luôn vậy đó. Ngại ghê luôn á. Cảm ơn Ngọc Sơn, Nguyễn Cao Kỳ Duy cùng Tường Vi đã tạo nên một cái niềm vui rất lớn trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả hai đội chơi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tất cả anh em nghệ sĩ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.